Xin chào các bạn, mình tên là Mai Quỳnh Tiên, năm nay 16 tuổi. Mình vừa đậu visa để đi học Mỹ. Cảm giác của mình lúc đầu thì rất hồi hộp, nhưng mà bây giờ đậu xong thì rất là vui. Lý do mình đi du học Mỹ là tại vì mình là học sinh cấp 2. Mình thấy cái chương trình ở Việt Nam nó không thực tiễn nên mình muốn đi sang Mỹ du học. Với Mỹ là có chất lượng của Mỹ tốt nhất. Qua Mỹ thì mình sẽ học trường McGill Twinland Catholic High School. Trường McGill của mình là một trường đạo. Hàng năm thì thu hút là 1.200 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Và có nhiều hoạt động dành cho sinh viên, nhiều hoạt động ngoài trời dành cho sinh viên quốc tế. Quá trình làm hồ sơ của mình thì chị Thúy hướng dẫn cho mình rất là tỉ mỉ, với khá là đơn giản chứ không có phức tạp. Rồi anh Khôi cũng giúp cho mình rất là nhiều. Khi mình không biết cái gì thì hỏi anh Khôi thì anh Khôi đều trả lời cho mình. Với mình thấy công ty Lân Đại Dương là một công ty làm việc rất là chuyên nghiệp. Mấy chị hôm nay thì hướng dẫn cho các học sinh thì rất là tỉ mỉ. Với mình thấy nếu mà không có công ty Tân Đại Dương thì mình cũng không thể đậu được visa. Khi mà lúc đầu thì mình rất là hồi hộp, cái mình được học cái lớp học của phỏng vấn của anh Bảo Anh. Anh Bảo Anh thì rất là vui vẻ với thân thiện với mọi người. Học cái lớp của anh Bảo Anh xong thì mình thấy rất là tự tin. Nhưng mà là anh Bảo Anh truyền cái sức mạnh cho mình vậy đó. Anh Bảo Anh thì dạy cho mình là sao, cách phỏng vấn làm sao, cách phỏng vấn sao làm cho không hồi hộp, rồi nắm bắt được các lãnh sự quán hỏi cái gì của mình, rồi anh dạy cho mình cái sự tự tin để đi vô phỏng vấn. Vô lãnh sự quán hỏi đều hỏi nó hỏi cái câu mà anh Bảo Anh dạy cho mình. 6 câu thì nằm trong 6 câu đó hết. Quá trình phỏng vấn thì mới vô thì có cái đi vô cái cửa, xong rồi có cái chị đó đó, chị kêu mình đi vô phòng cổng số 2 để lấy dấu vân tay. Lấy giấy vân tay xong rồi mình xếp hàng mình phỏng vấn thôi. Ở đó có 7 cái cổng. Thì người này phỏng vấn xong thì tới người kia phỏng vấn. Mình đậu visa xong rồi mình khuyên các bạn là khi vô phỏng vấn thì các bạn tự tin, không có gì là luôn hết trơn á. Vô ông chổng thì lãnh sự quán thì người ta rất là thân thiện với mình, rồi hỏi cũng dễ nữa, nghe cũng dễ, nên các bạn cứ yên tâm vô thì mình là mình thôi, người ta hỏi gì thì mình trả lời đúng sự thật là ok. Nếu mà các bạn không biết chuẩn bị hồ sơ thì mình nên khuyên các bạn là lại công ty Lân Đại Dương đi. Vì công ty Lân Đại Dương thì làm việc rất là chuyên nghiệp, bởi vì mình khuyên các bạn nên làm công ty. Mình chúc các bạn phỏng vấn visa sẽ đậu, và khi qua bên Mỹ học thì sẽ học giỏi. Bye bye các bạn.